Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Chi Nguyễn, mình 21 tuổi và hiện tại mình đang sống ở Melbourne. Và hôm nay mình muốn làm một video ngắn để nói với các bạn về bộ phim nhiều tập Phi và Tôi mà mình rất là may mắn được đóng vai chính Phi Nguyễn ở trong bộ phim này. Phi và Tôi là có hai nhân vật chính, có bà mẹ Kim Hương là một người dân tị nạn ở Việt Nam đi qua Úc, và Phi là con của Kim Hương được đẻ ở Úc. Hai người này là hai người Việt Nam của hai thế hệ rất là khác nhau, cho nên cả một cái bộ phim nó rất là hài hước, nó có những cái tình huống nửa khóc nửa cười, mẹ không hiểu là con đang làm cái gì mà con cũng không hiểu mẹ đang làm gì, xong rồi hai người cứ không có hiểu nhau và cố gắng qua nhiều cái tình huống như vậy yêu nhau hơn và học về cuộc sống của nhau hơn. Mình thấy khi mà lúc mà mình quay phim, mình cảm thấy là một bộ phim nó rất là ngọt ngào, nó rất là đầy tình thương và rất là thích hợp cho các gia đình xem với nhau. Thì bọn mình đã quay vừa rồi vào tháng 12 năm 2017, mình quay hết tất cả các tập, xong hết luôn rồi. Bây giờ bọn mình chuẩn bị tiến tới cái phần chỉnh sửa hình ảnh và chuẩn bị marketing, chuẩn bị quảng bá về bộ phim, cũng như là gặp những cái nhà đầu tư để mong muốn là họ sẽ tài trợ cho phim của mình được trình chiếu. Thì nếu phim mình được trình chiếu thì các bạn sẽ được xem nó online. Cho nên là hiện tại bọn mình có rất là nhiều thứ phải làm, và chính vì vậy mình cần sự giúp đỡ của tất cả các bạn. 3 năm vừa rồi thì đoàn làm phim có gây quỹ từ thiện. Lúc đó đoàn làm phim muốn mọi người quyên góp tiền, các nhà hảo tâm giúp đỡ để mình có một cái vốn để mình làm bộ phim á. Vậy thì 3 năm trước đoàn làm phim đã gây dựng được 10.000 đô. Nhưng mà tháng 12 vừa rồi khi mà bọn mình quay phim thì bọn mình hiểu ra là 10.000 đô không có đủ, bởi vì đoàn làm phim rất là chuyên nghiệp. Mình có rất là nhiều người, mình có 70 người khắp tất cả các bộ phận. Đương nhiên là có diễn viên, diễn viên chính, diễn viên phụ, mình còn có đạo diễn nè, nhà sản xuất nè, xong rồi người làm âm thanh, ánh sáng, rồi trang phục, rồi make up, tất cả mọi thứ. Và tất cả mọi người quay phim tháng 12 vừa rồi là miễn phí, tình nguyện, bọn mình chưa được trả tiền. Bởi vì cái số tiền 10.000 là bọn mình phải sử dụng để bù vào thuê thiết bị. Cho nên là bây giờ sau khi quay xong và chuẩn bị vào những cái bước tiếp theo, bọn mình cần tiếp tục gây quỹ để có thể hoàn thành làm bộ phim này. Bây giờ đoàn làm phim muốn gây quỹ 20.000 đô, bùm 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 bùm, một số tiền rất là lớn. Nhưng mà trong 20.000 đô đó, nếu mà các bạn lên website của phim Phi và Tôi, www.phiandme.com.au hoặc là phiandme.tv, thì bạn sẽ thấy được cái breakdown bọn mình viết rõ ra một cái sơ đồ á, là số tiền 20.000 là mình sẽ dùng để làm cái gì. Hầu hết số tiền là dùng để trả lại hết tất cả các tiền cho thiết bị âm thanh ánh sáng, và để trả cho diễn viên và tất cả các bạn ở trong ekip, và một số những cái tiền khác nữa. Và ở nhân đây thì mình cũng muốn nói luôn, mình là diễn viên người Việt ở Úc. Cái khóa mà mình học ở đại học á, mình hình như là chưa ở trong cái trường điện ảnh đó chưa có một người Việt nào bao giờ học ở trường đó cả. Cái ngành diễn viên đối với người Việt Nam nó không được ưa chuộng lắm. Mình nghĩ là thế hệ đi trước mọi người không có ủng hộ các giới trẻ theo đuổi ngành này lắm. Và khi ngay cả khi bản thân mình hồi xưa ở Việt Nam á, mình lớn lên mình xem thì mình chỉ thấy người Việt khi mà mình xem phim Việt thôi. Chứ mình nhìn HBO, là Disney Channel, mình xem những cái phim của Hollywood á, mình không có thấy nhiều người Việt. Khi qua Úc ở đây cũng vậy, đất nước Úc, nếu mà các bạn đã tới đây hoặc đang sinh sống ở đây, các bạn sẽ biết là nước Úc là một đất nước đa chủng tộc, có rất là nhiều người các màu da khác nhau sống với nhau. Vậy mà khi mà bạn xem phim truyền hình của Úc, bạn xem sân khấu Úc, bạn không thấy người Việt ở đâu hết. Mà trong khi người Việt của mình ở đây 40 năm rồi, hơn 40 năm luôn rồi. Cho nên là đoàn làm phim của mình không muốn chờ đợi một cái cơ hội để được đóng cho một phim nói về người Việt, nên bọn mình đã tới với nhau và tạo dựng ra câu chuyện Phi và Tôi và quay phim để trình chiếu với mọi người. Chúng mình phải làm một bộ phim để nói về những cái câu chuyện của người Việt, nói về con người của người Việt đang sống ở đây. Cho nên là bọn mình đã hơn nửa đường rồi, bọn mình cần một chút cái thúc đẩy từ các bạn. Cho nên mình năn nỉ nếu mà các bạn cảm thấy Phi và Tôi là một cái project thật là ý nghĩa, thì các bạn hãy giúp bọn mình quyên góp tiền 20.000 đô để bọn mình có thể hoàn thành cái bộ phim này. Các bạn đương nhiên không cần phải đóng 20.000, các bạn đóng 15 đô, 25 đô, 50 đô thôi cũng là rất là nhiều rồi. Nếu các bạn lên website của bọn mình phiandme.tv,
phiandme.tv á, thì các bạn sẽ thấy là không những là bạn có thể bỏ tiền vô, ví dụ như bạn muốn đóng 20 đồng, bạn có thể đóng 20 đồng, bạn bấm 20, bạn đóng. Hoặc là bạn có thể nhìn xuống, bọn mình có một cái list, một cái danh sách những cái món quà nhỏ nhỏ mà bọn mình sẽ trả lại cho bạn nếu mà bạn mua. Ví dụ như là 25 đồng bạn nhận được một cái video này, hoặc bạn đóng 50 đồng bạn sẽ nhận được áo của chương trình, rồi hoặc là vé free đi xem cái gì đó. Thì các bạn cứ lên trang web, nó có hết ở đó, các bạn có thể tìm hiểu. Mình mong là các bạn đang mong chờ Phi và tôi. Đây sẽ là phim bộ Việt Úc đầu tiên được sản xuất trên toàn thế giới luôn á. Chưa có ai làm một cái bộ phim như thế này cả. Cho nên mình mong là các bạn sẽ ủng hộ thật là nhiệt tình để cho bộ phim này được trình chiếu.